À, chào anh em đang xem uh, miền Tây Solar ha. nay là sáng ngày uh, thứ uh, thứ tư ngày uh, 8 tháng 6 2022 nha. Mình uh, có một cái uh, đơn hàng gọi là khá lớn anh em. Uh, anh ảnh uh, đi mình chưa biết tên ảnh nữa. Ảnh đi ở dưới ghe cặp uh, sông Tiền. Uh, không phải ghe anh em, này không có ghe đâu. Sà lan hay là một cái tàu uh, vận tải lớn nào đó. Uh, cặp mé sông Tiền ở Vĩnh Kim Đồng Tâm ha. Vĩnh kim hướng đồng tâm trại rắn đồng tâm của Tiền Giang á anh em. Ở cặp cập quốc lộ 1 á, nhưng mà ảnh đi về cái hướng rạch gầm sồi mút anh em. Trại gầm sồi mút à, à, trận đánh của Nguyễn Huệ hồi xưa anh em. À, đánh quân quân Sim á. Đó, ảnh ở ngay hướng đó. Ảnh yêu cầu là mình vận chuyển cho ảnh 12 tấm 12 tấm pin AE. À 12 tấm nha anh em. Thì mình bán cho ảnh 12 tấm lần này là mình còn ít lắm. Anh em nào đam mê cứ tới nhà mình à Uh, nghiên cứu hoặc là liên hệ mình đi giao hàng cho anh em nha. Còn ít lắm nha mọi người. Và anh em uh, mua nhanh mua gọn mình sẽ để cho anh em cái giá ok nhất, giá bất ngờ nhất và yêu thương nhất nha anh em. Đó. Mình để anh uh, anh này cũng rất là giá yêu thương luôn tại vì á uh, là là ảnh nhanh lắm mà ảnh chuyển khoản cho mình 6 triệu mà khi mà 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 ảnh còn ở đâu á còn với Cà Mau gì đó mà ảnh đã chuyển khoản cho mình, ảnh giữ pin lại rồi. Cho nên mình uh, mình giảm giá ảnh uh, tuyệt đối luôn đối với những anh mà 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 đam mê năng lượng và và tin tưởng đồ này kia mình cũng không quan trọng vấn đề lời lớn gì đâu anh em Đó, quan, quan trọng là anh em chơi với nhau cảm thấy yêu thương hạnh phúc là được rồi ha bây giờ thì bác tài xế cường bác tài xế cũ gắn bó với kênh mình 3 năm nay đang chạy xe vô và lên 12 tấm này bao gồm ảnh lấy nhiều lắm mọi người ảnh lấy thêm một đám dây điện nè một đám dây điện rồi kẹp biên kẹp giữa rồi ray ray ha ray để bắt tấm pin rồi mc4 à, mc4 ha rồi ảnh độ thêm một cái đèn nữa anh em cái đèn gd 80 này nữa ha thì à, nói chung là mình sẽ cung cấp cho ảnh tất cả những cái vật tư mà để ảnh lắp thành một cái hệ à, xài con lắc power 6 kg hiện tại trong tay của ảnh bây giờ có con lắc power 6 kg ha chỉ có con lắc power thôi chứ ảnh không có ráo á giờ ảnh mới đem ba cái vật tư của mình về ảnh 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 lắp lên từ từ nói chung là cái vấn đề lắp như thế nào á thì những anh em mà đi với xà lan người ta học nghệ nhau anh em bây giờ mình thấy xà lan nào đi ở dưới sông á cũng có cái hệ pin mặt trời ráo á, và người ta nhảy qua nhảy lại xà lan người ta tham khảo với nhau và những anh em mình nhắn nhủ với những anh em mà đi ghe đi tàu đi xà lan thậm chí đi đi đi, đi xe hàng xe đò rồi anh em anh ta có thể lắp pin trên nóc xe nóc xà lan nắp tàu ha để chi anh em để sạc vô những cái ác quy hệ ác quy mà ta sẵn có trên xe trên tàu á đó rồi sau đó chúng ta dùng kích ta kích ra hai trăm hai xài cũng rất là ok nha đó hoặc là à, xài giống như ông anh này nè ông anh này mình không biết tên cho nên không có gọi tên được à, ông anh này nè ổng à, xài con lắc bố bơ đó là con ba trong một nó có quà lưới luôn nhưng mà ảnh chỉ ảnh ở dưới ghe thì không có lưới đâu đây quà ảnh chỉ dùng hai chức năng là sạc ác quy và kích lên hai trăm hai kích sáu kg nha mọi người để sử dụng à, cái à, tất cả những cái thiết bị ở trong à, cái xà lan của chúng ta thì à, với con lắc bó bơ thì mình nghĩ là à, các cái thiết bị ở trong xà lan là xài được hết á. Tại vì cái công suất của nó rất là lớn 6 kg luôn mà. Và cái pin anh này anh lấy là 12 tấm là hơn 6 kW pin luôn. Và anh cũng đã tính toán rất là kỹ cái số pin tương ứng với lại con lắc power của ảnh cho nên là 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 mình không có tư vấn gì thêm Ảnh đã nghiên cứu kỹ rồi mọi người. Chắc ảnh cũng đam mê từ những anh em uh, mua uh, đã sử dụng ở trên uh, ghe ha. Thì nguyên cái đám pin này mình bán cho ảnh nó là bốn mấy triệu. Uh, kèm con lắc ảnh mua khoảng uh, gần 20 nữa là khoảng là sáu mấy triệu nha. À, còn ba cái ray kẹp dây đó chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu anh em. Đó là ảnh sẽ có một cái hệ rất là ok luôn nha anh em. Một cái hệ năng lượng mặt trời xài gọi là vô tư ha. con lắc thì nó bảo hành lâu nè và nó rất là xịn nó là cái cái dòng inverter xịn ha. Rồi, cái tấm pin này thì mình bảo hành 12 năm nha. Trong vòng 12 năm đó anh em xài cứ thoải mái nha. Thì mấy anh mà lấy ở dưới ghe này thì mấy ảnh không có quà lưới đâu anh em cho nên ảnh không có nhu cầu lấy COCQ gì hết trơn á mấy ảnh chỉ cần lấy pin về xài thôi cho nên mình cũng không có in COCQ cho mấy ảnh nữa còn anh em nào mua mà cần mấy tờ giấy đó thì mình in cho mấy anh em hết nha đó công ty nó gửi về cho mình đầy đủ ráo á mình chỉ cần uh, cần uh, cần cung cấp lại cho anh em thôi ha chứ công ty thì ok hết và mình nhắc lại pin của mình là pin AE ha 510 w nha anh em AE 510 w nó hở mạch tới 50V Vô mạch nó có thể xuống tới 41,47V Đó um, Maze Thổ Nhĩ Kỳ nha anh em Maizen Thổ Nhĩ Kỳ nha Pin AE là pin của Đức nha anh em Pin Đức nhưng mà sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ nha Thì pin uh, Đức mà sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ Là một trong những loại pin tốt nhất, xịn nhất thế giới rồi đó anh em Còn uh, đa số nó sản xuất ở những cái nước khác như Trung Quốc này kia đó Thì nó lại lại không bằng đâu nha Đó này, anh em thấy nó dập luôn cái uh, chữ AE trên này Ở trên cái khung này thấy không Dập, dập nổi rồi nè không Đấy hàng xịn nha anh em Cho nên mọi người mua pin này thì uh, uh, liên hệ nhanh và gọn và 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 đơn giản giống như ông anh mình vậy đó sẽ nhận được cái giá ưu đãi tuyệt vời luôn nha anh em hôm bữa giờ mình bán bảy ngàn ba nhưng mà sau này anh em mua anh em nhanh gọn lẹ và ok ha và mua đặc biệt là mua số lượng lớn này nè mua khoảng 10 mười mấy tấm này nè về chia cho anh hai anh ba cậu năm cô bảy rồi này kia đó mua mười mấy tấm thì mình sẽ bớt cho anh em cái giá tuyệt vời gọi là giá tuyệt vời nha mọi người đó còn cái giá bao nhiêu thì mình xin là bí mật ha Hỏi là mình bán lẻ 73 ba nhưng mà anh em mua số lượng 12 tấm giống như anh này thì mình sẽ để cho anh em cái giá tuyệt vời nha anh em. Mình sẽ hạn chế cái đồng lời lại và và tạo điều kiện cho anh em để anh em có pin để sử dụng nha. Ở trong cái thời buổi này ai cũng phải sử dụng tấm pin mặt trời ơi, mọi người tại vì chúng ta, ta sản xuất ra một cái nguồn năng lượng mà gọi là miễn phí xài gọi là vô tư nha. Tới anh em nghỉ hưu không biết tấm pin này nó hư chưa? Tấm pin này không bao giờ hư đâu anh em. Mình đã đã xài hàng ngàn tấm pin rồi và chỉ, anh em chỉ làm rớt bể nè, Ai, ai quăng cục đá lên nè à? hay là anh em nào mà 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 mà, mà không cẩn thận mà, mà khi vận chuyển mà để nó cọ quẹt quá mạnh với nhau thì nó mới nguy hiểm thôi. Chứ còn tấm pin này anh em lắp trên nóc nhà, lắp trên nóc ghe, anh em để đó hoài và được hoài luôn nha. Không bao giờ có vấn đề nha mọi người. Đó mình um... thôi bây giờ tài xế cường cũng sắp vô rồi. Mình uh, sẽ sẽ ngưng video một chút xíu ha đó mình 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 sẽ, sẽ chất lên cho tài xế cường nha đó thì mình nhắc lại là bây giờ anh em cần thin power để quà lưới nè anh em cần seagate để làm hệ độc lập nè là mình đều có thể cung cấp cho anh em được hết nha còn cái ông anh ở dưới ghe này là cái ổng xài con lắc power con lắc power nhưng mà cái con lắc này là do ông anh khác mua dùm ảnh ảnh có rồi cho nên mình không cung cấp chứ con lắc power mà anh em cần là mình cũng có luôn nha ở trong nhà mình không có thôi chứ công ty mình có hết á và anh em cần thì mình sẽ báo giá cho anh em nha đó thì uh, loại nào cũng có hết nhưng mà không phải cái nào mình cũng đem về mình trữ anh em mình trữ lại nhiều quá thì nó nó gánh gồng vốn nhiều quá cho nên là mình hạn chế ha anh em cần thì anh em cứ liên hệ nha rồi mình nói lại là mình đang còn một số pin ae nè ae solar nha mình lấy nét nha nè ae solar ha hàng chính hãng ha 510 trăm nha anh em maya in 2 nha maya 2 nha thổ nhĩ kỳ nha mọi người rồi anh em thấy cái mạc như thế này để hoàn toàn tin tưởng ha mạc đâu rồi cái mạc của pin này đây. Ở đây nè thấy không? Đây. Mình lấy nét nha. Đây tiêu chuẩn của Đức nha anh em này. Đấy, AE Solar tiêu chuẩn của Đức nha. Đấy. Đó, hàng thì rất là ok ha, pin số 1 thế giới nha. Anh em đam mê cứ liên hệ kênh miền Tây Solar. Zalo à, à, 076 687 4311 nha. Rồi à, bây giờ mình tiến hành chắc pin anh em, chắc pin lên cho tài xế ha. Đặng đi giao trong anh mình sớm đặng ngày nay còn nhiều công việc lắm mọi người. Rồi sau một thời một hồi thì hục thì cuối cùng anh em mình cũng xong rồi anh em. Bữa nay chỉ có hai người thôi mình với bác Tài Cường à, à, lên pin ha. Thì vẫn là bác Tài 3 năm qua nha anh em. À, 12 tấm AE giống như mình giới thiệu lúc nãy ha. Đây. À, chắc pin thì à, À, bác tài có kinh nghiệm à, 3 năm nay rồi cho nên là vấn đề đó là rất là an tâm ha 12 tấm pin ae nha anh em à, sản xuất ở thổ nhĩ kỳ ha pin tiêu chuẩn của đức nha anh em à, rất là sình sò mặt sau của nó nè à, nhiều anh em hỏi là pin giờ à, ngoài sau là mặt kính hay là ngoài sau là mặt bk vậy nào ngon hơn à, thì mặt kính và mặt bk thì à, nó cũng vậy thôi mọi người nó tùy vào loại pin ví dụ như v xanh thì hai mặt kính còn à, ae thì một à, mặt kính Ví dụ như Canadian cũng một mặt kính và Canadian cũng có hai mặt kính. Đó và người ta vẫn sử dụng song song giữa pin một mặt kính và hai mặt kính. Còn cái nào ngon hơn thì không ai biết được đâu mọi người. À, mỗi một loại pin nó có một cái hiệu suất riêng của nó như cái này nè. Hiệu suất 22,5% là hiệu suất rất là lớn. Và chỉ là pin một kính thôi đó Mà hiệu sức lớn như vậy rồi đó ha Và người ta thấy hiệu sức vậy là quá chuẩn rồi 22,5 là quá lớn rồi cho nên người ta không có sản xuất hai kính mọi người Đó đơn giản như thế Còn ví dụ như V xanh thì nó làm hai kính để để, để kính dưới bổ trợ thêm một phần năng năng suất năng nữa cái đó thì anh em có thể tự tìm hiểu ha đó hồi qua có hồi chiều hôm qua có anh kia anh hỏi mình là pin một kính hai kính vậy cuối cùng lấy một kính hai kính cái nào ngon hơn và câu hỏi khó trả lời lắm mọi người đó tùy vào người ta sử dụng pin thôi chứ còn một kính hai kính nó đâu quan trọng đâu Đấy, cái uh, hãng sản xuất là người ta tính toán hết rồi rồi bây giờ thì uh, chút đơn ha uh, đem giao uh, tới tận uh, xà lan cho ông anh mình luôn ha ông anh mình lấy khá nhiều mong là ông anh có một cái hệ ngon lành nhất nha thôi mình tới đây cũng kết thúc cái video quảng cáo pin ha anh em nào đam mê cứ liên hệ mình để mua những cái pin này nha anh em mình bán đã hơn phần nữa rồi ở 100 tấm mà bây giờ mình còn có này nhiêu ta này chừng hai chục tấm hai mấy tấm gì gì hai chục tấm gì đó cho nên là anh em mua nhanh nha chứ à 20 mấy tấm chứ không phải hai chục đâu khoảng gần ba chục tấm á đó thì anh em nào mua nhanh tay chứ không còn nhiều đâu ha một trăm tấm mình đẩy trong vòng ba tuần ba tuần nha anh em Bây giờ còn hai mấy tấm Đó anh em nào tới hốt hết cái đống này luôn Mình bán cho anh em giá rẻ bất ngờ nha Hốt đem về làm gì mọi người Đi công trình nè Lắp cho anh hai chị ba cô bảy rồi nè ha Đó lắp cho anh em đồ này kia Đấy mấy tấm này lắp chừng hai hệ là xong gì anh em Đó anh em nào đam mê hốt hết như đây Mình để cho anh em giá dưới 7 000 luôn Đảm bảo cho anh em luôn Cái giá tuyệt vời luôn ha Còn dưới 7 000 mà cụ thể nhiều thì Mình giấu lại không nói nha mọi người Đấy phải có một chút bí mật vậy nha anh em Thôi mình xin chào anh em Bây giờ mình... À, mình đem bả đồ này lên ha Chắc lên xe luôn à, Hẹn gặp anh em ở những cái video tiếp theo nha